Bộ phim Tâm Hồn Mặt Trời tập 49. Đúng sư trưởng, hiểu lầm của chúng ta nếu đã giải thích rõ ràng rồi, có phải có thể nên giao lại con Tuệ cho tôi không? Ông không tin tôi. Alo, chuyện giải quyết thế nào rồi? Đống sư trưởng, ông yên tâm, sự việc rất thuận lợi. Bây giờ người đã trong tay của tôi. Đống sư trưởng, lẽ nào Tôn Nhân với ông Lâm hay là Nhân Phúc Khí có qua lại? Sao Tôn Nhân có thể làm chuyện này được? Dạ được. Em gái à, ba muốn nói chuyện với em nè. Ba ơi, ba ơi, ba đang ở đâu vậy? Tuệ à, ngoan, bà tới đón con liền ha. Con đừng ồn ào, phải ngoan đó. Cảm ơn đồng sở trưởng. Nếu đã như vậy, có phải là có gì đó ông nên giao lại cho tôi không? Đáng lẽ chuyện có thể giải quyết một cách rất đơn giản, bởi vì ông dùng thủ đoạn này, tôi không còn cách nào tin ông nữa. Ghi lại một nửa mật mã kia cho tôi, tôi trả con gái lại cho ông. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu là vấn đề tiền, tôi nghĩ ông cũng đừng mong lấy nữa. Con gái ông sẽ trở về bình an, cũng như ông đang chăm sóc cho em gái tôi vậy. Tuy là có hơi sợ hãi, nhưng đảm bảo không mất sợi tóc nào. Cảm ơn. Alo, thanh tra Cao, sự việc đã giải quyết xong. Dạ dạ, tôi biết. Đồng sư trưởng đã đích thân ra mặt, đúng là trên đời không có chuyện gì khó. Phải, sự việc đã kết thúc. Tôi thấy phim hay mới bắt đầu thôi. Alo, tôi đây. Nói mọi người chuẩn bị, lập tức vào đội xuất phát. Anh hai, muốn tiếp tục sống cuộc sống như vậy thật sao? Cảnh sát sẽ tới bất cứ lúc nào. Cho dù anh ứng phó qua được hôm nay, còn ngày mai, ngày mốt thì sao? Đi đêm nhiều, sẽ có ngày anh cũng sẽ gặp ma. Em không cần nói những chuyện này với anh. Suy nghĩ của anh khác với em. Em đã từng nghiêm túc nhớ lại, vào năm anh 19 tuổi, đã xảy ra một vụ một thanh niên nổ súng bắn chết một viên cảnh sát. Sự việc xảy ra không bao lâu thì anh mất tích. Tới giờ em gặp lại anh, em thật sự không nhận ra anh. Anh chạy đi chỉnh hình, biến mình thành một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh hai, chuyện nổ súng bắn chết cảnh sát
phải có liên quan tới anh không? Em đang nói bậy cái gì vậy? Anh hai, anh tưởng là anh thay một bộ mặt mới, thay một thân phận khác thì người khác sẽ không nhận ra anh sao? Anh không thể sai thêm lần nữa. Cho dù anh không đi tự thú, anh cũng nên bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm. Anh không thể sai thêm lần nữa. Đừng làm những chuyện tổn thương mọi người nữa có được hay không? Đừng có nói những chuyện không đâu vào đâu nữa. Em là em gái của anh, chỉ cần em muốn, anh sẽ chăm sóc em. Phải dùng tiền anh kiếm từ việc tổn thương người khác để chăm sóc em. Nếu anh không chịu quay đầu, em cũng sẽ không chấp nhận. Em không chấp nhận thì em đi về đi, giống như trước kia, đừng có qua lại nữa. Anh hai à, em muốn tốt cho anh, em tới để khuyên anh đó. Về đi. Ngọc Kiều, anh đưa em về để đấu sư trưởng yên lặng một lúc. Hôm nay các anh là những vị khách đầu tiên của tôi. Mời. Nghĩ tới đây là anh thấy bực mình rồi. Hôm nay tổ trưởng bị la, còn phải xin lỗi đối phương. Anh cũng không ca cẩm, anh bực mình cái gì chứ? Cũng phải ha. Nói tới cái này, anh nể cái thằng cha khỉ chân dài đó thiệt. Người ta châm biếm ngay trước mặt của hắn mà còn bình tĩnh được. Người này đẹp trai, tính khí lại tốt như vậy, rất là không đơn giản. Phải đó, đó chính là vì sao người ta đã là tổ trưởng rồi. Mà anh vẫn chỉ là một người mới vào nghề. Sao em lại nói anh vậy chứ? Em không nghe người ta nói sao? Mới vào nghề thì cũng sẽ có ngày lành nghề thôi. Sau khi lành nghề em biết anh phải làm gì không? Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi. Đi nào. Hôm nay trong lúc khám xét, ngoài không tìm thấy ông Lâm với Trương Ngọc Kiều, còn có tình huống nào lạ không? Không có. Phản ứng của tất cả nhân viên đều rất bình thường. Giả lại bọn em khám xét rất nghiêm ngặt, không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Cái lời, em có chắc là ông Lâm và Trương Ngọc Kiều đi vào trong tòa nhà đó không? Em rất chắc chắn. Rõ ràng là em nhìn thấy ông Lâm dẫn Trương Ngọc Kiều đi vào trong tòa nhà đó. Anh cũng tin là em không nhìn lầm. Nhưng mà lạ thật, tự nhiên sao không thấy người đâu? Giả lại ông Lâm sao lại đi chung với Trương Ngọc Kiều? Điều này em cũng nghĩ không thông. Tuấn Kiệt, cậu đừng có lo lắng nữa. Tôi đã phái người của tôi tới theo dõi tòa nhà đó rồi. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, người của tôi sẽ báo lại cho tôi biết. Tên Lâm Minh Khánh không chạy thoát được đâu. Sư huynh à, ý của huynh là cho dù hai người đó là ai, chỉ cần hai người họ đã vào công ty đầu tư Quang Huy thì sẽ có ngày phải đi ra. Chúng ta cứ ở ngoài chờ bắt người là được rồi, có đúng không? Mọi người có biết chiêu này của sư huynh quốc thủ gọi là gì không? Gọi là lấy tịnh chế động, lấy yên chờ lao. Có nghĩa là phải nắm chắc ăn 100%, có đúng vậy không? Quốc thủ, nếu có tin gì hãy báo với tôi. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Cảm ơn. Tổ trưởng, có chuyện này rất đáng để chúng ta chú ý. Trước đây chúng ta nhận được tin nói là ông Lâm bắt cóc Trương Ngọc Kiều, nhưng mà hôm nay em theo dõi họ suốt chặng đường, em nhìn thấy không những không phải ông Lâm bắt cóc Trương Ngọc Kiều, mà là Trương Ngọc Kiều tự mình đi theo ông Lâm. Không sai. Chiều nay lúc chúng ta tới trường mồ côi, cô giáo ở đó nói Trương Ngọc Kiều đi theo một người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao tới trường mồ côi thăm mấy bạn nhỏ. Cũng như vậy, người đàn ông đó không hề hạn chế hành động của Trương Ngọc Kiều. Nếu Trương Ngọc Kiều không phải bị bắt cóc, vậy thì vụ án này phải đổi thành vụ án mất tích mà xử lý. Tuy là hiện giờ Trương Ngọc Kiều không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng mà để nhanh chóng kết thúc vụ án, ngoài việc tiếp tục theo dõi cố vấn đầu tư Quang Huy ra, vụ án Trương Ngọc Kiều vẫn phải tiếp tục điều tra. Tina, phiền em đem tài liệu trước đây chúng ta tìm được, những nơi Trương Ngọc Kiều có thể xuất hiện nói cho mọi người biết. Được. Để mọi người có thể nhanh chóng xác định hành tung hiện nay của Trương Ngọc Kiều. Được. Anh còn có việc, anh đi trước đi. Tuấn Kiệt, anh đi đâu vậy?
anh phải tới xung quanh chỗ ở của Trương Ngọc Kiều tìm thử. Chị ơi, ăn kẹo đi. Ngoan, em tự ăn đi ha. Tiểu Dương, Tiểu Dương, anh muốn làm gì? Tiểu Dương, em đừng làm như không quen biết anh. Anh là A Trung đây. Tôi không phải Tiểu Dương gì hết. Nếu em không phải Tiểu Dương, tại sao em lại dẫn cô bé này tới đây chứ? Tôi không biết anh nói cái gì. Tiểu Dương, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao em phải bắt cóc cô bé này? Tại sao phải đi chung với bọn mặt trắng? Tại sao? Tại sao? Anh đừng có tới gần. Nếu anh còn tới gần, tôi không phát sáo với anh đâu. Tiểu Dương, anh biết em làm như vậy chắc chắn là có nỗi khổ tâm của em, có đúng không? Đừng có tới gần nữa. Nếu không, tôi bắn anh đó. Em bắn đi. Tại anh đã bắn chết Hồng Mao, cho nên em hận anh, không chịu nhận anh. Tiểu Dương, em... Nếu anh còn tới gần, tôi sẽ bắn chết nó. Em không được làm như vậy. Em không được làm như vậy. Thử đi. Tiểu Dương, đừng có gọi tôi là Tiểu Dương. Được. Em đừng kích động. Em đừng kích động. Nếu anh còn đi theo, con bé này sẽ mất mạng. Em yên tâm, anh không đi theo. Anh không đi theo. Tôi không quen biết anh. Đừng có báo cho tôi nữa. Tiểu Dương, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao em phải làm như vậy? Đồng sư trưởng, chết rồi, chết rồi. Dưới lầu có rất nhiều hình sự, nói phải vào đây khám xét. Lại là bọn người của cục hình sự à? Không phải, là thanh tra cao vẫn thường hay tới đây. Ồ, à,
Đồng sự trưởng Dương, thanh tra Cao hôm nay dẫn nhiều sếp tới đây như vậy là muốn để tôi mời trà đó à? Đồng sự trưởng, ông Quan khách sáo. Đây là lệnh khám xét. Đồng sự trưởng Dương, cố vấn đầu tư quan quy của ông dính líu tới vụ giao dịch nội tuyến. Họ được lệnh tôi kiểm tra phong tỏa tất cả hồ sơ tài chính của ông. Anh có chứng cứ gì không? Con người di thư tới tố giác, trong thư có đầy đủ các chứng cứ của tất cả giao dịch của ông. Cho nên qua kiểm soát đồng ý phía cảnh sát phong tỏa những tài liệu kế toán và tài vụ của ông. Còn tôi tới là để tiện thể quan tâm một chút. Tôi ở đây là người làm ăn kinh doanh chân chính, không có chuyện gì phạm pháp hết. Đồng sự trưởng à, ông cũng biết cá tính của tôi mà. Tôi trước giờ đều rất tin tưởng người khác. Tôi cũng tin ông chắc chắn là rõ ràng không có làm chuyện gì không hợp pháp. Chỉ tiếc là tôi tin là vô ích thôi. Quan kiểm sát không tin ông, tôi cũng bó tay. Họ muốn điều tra ông, chúng tôi đành phải làm theo lệnh thôi. Nếu là như vậy thì cứ tự nhiên. Tôi không có làm chuyện gì phạm pháp, không sợ các anh khám xét đâu. Phải. Vậy thì làm phiền đồng sự trưởng. Nào. Báo cáo, tất cả sổ sách và hồ sơ chúng tôi đã đóng gói xong hết rồi. Mọi người vất vả quá. Chờ đã. Trên thư tố giác nói, trong căn phòng làm việc của đồng sự trưởng Dương đây còn có một gian mật thất. Nó cũng nằm trong phạm vi khám xét của chúng tôi. Hay là ông chủ động phối hợp giùm? Mở. Bao tử của anh cũng lớn thiệt nha. Thì ra anh đang mơ tưởng 500 triệu. Đồng sự trưởng, tôi đã biết được ông Lâm đã đưa cụm mật mã còn lại cho ông rồi. Hay là ông hào phóng một chút đi, để tôi biết cũng được. Mùi vị của người có tiền rốt cuộc là như thế nào. Tại sao tôi phải làm theo lời của anh nói? Nếu không làm theo lời tôi cũng được thôi. Bao nhiêu năm qua ông đã làm những chuyện xấu xa gì, đồng sự trưởng tôi cũng là người biết rất rõ. Tôi tuyệt đối có cách cho ông vào tù, từ từ trải qua nửa đời còn lại của ông. Không sợ tôi cắn lại anh sao? Đồng sự trưởng à, trên giang hồ thì ông là số một, nhưng một khi đã vào tư pháp thì đó là thiên hạ của tôi. Bao năm qua tiền ông cho tôi đâu có xài quan đâu. Những quan hệ tôi lấy tiền để xây dựng lên, đó là của Cao Vĩnh Thành này, không phải là của ông. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không ngờ Dương Phúc Khí này lại bị anh đen ăn ngược lại đen. Phải nói là trắng ăn đen chứ. Đừng có nói như vậy. Nhưng mà nói thật nha, vụ làm ăn này của chúng ta có thành không vậy? Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn tài liệu, muốn hồ sơ, đống đó cứ việc mang đi. Nếu anh có thể điều tra ra gì đó thì tôi phục anh. Người của đồng sự trưởng Dương còn có rất nhiều tài liệu giao dịch cá nhân của ông ta, đó cũng đang trong phạm vi khám xét. Xét người. Dạ.
Đồng sự trưởng, ông đừng có ngoan cố, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Ông đừng bao giờ làm khó chúng tôi. Nếu không... Nếu không thì sao đây? Tới lúc đó chúng tôi nhất định phải dùng thủ đoạn cưỡng chế. Ông sẽ khó coi lắm. Xét. Tôi nổi giận lên. Nếu ông có chết một cách khó coi thì đừng có trách tôi đó. Tiểu Dương, tại sao em phải cướp cửa hàng tạp hóa? Tại sao em phải bắt cóc con gái của ông Lâm vậy? Tại sao em không chịu nhận anh? Tại sao? Tại sao? Lẽ nào em đã sa đọa tới nước này rồi sao? Trước đây anh thích em, cho nên biểu hiện có hơi yếu đuối. Nhưng mà sự nhẫn nại của một người là có giới hạn. Nếu khi cần, anh sẽ bắt em để làm rõ sự việc. Anh Trung, em mới tới phòng súng ống, nghe nói là anh đi lãnh súng hả? Sắp có nhiệm vụ gì à? Không có. Không có gì. Ê, anh Trung, sao anh đi cà nhắc vậy? Anh bị trật chân. Ồ, cẩn thận đấy nha. Đại ca, ở đây. Cô nói đi. Tại sao một cảnh sát lại khám xét chỗ của chúng ta? Tôi dẫn con gái của ông Lâm về đó. Không lâu sau là hắn tới liền. Cô cố tình để một cảnh sát đó theo cô tới đó, có đúng không? Mặt trắng à? Chị Giao sao có thể cố ý để cảnh sát khám cho tụi mình chứ? Không có đâu. Người đàn bà này, tao không tin tưởng cô ta. Từng làm cảnh sát, bản tính của một cảnh sát. Đại ca mặt trắng, cảnh sát chúng đã biết tới chỗ đó rồi. Ở đó đã không an toàn nữa. Tôi đổi tới đây, ở đây an toàn hơn. Phải đó mặt trắng. Phải cái gì? Ở bên đó còn một số tài liệu hay hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Cô hại tôi tổn thất biết bao nhiêu cô biết không? Nếu còn có tài liệu để ở chỗ đó, tôi phụ trách khiêng nó trở về đây. Được, cô đi liền đi. Dạ. Con gái ông Lâm đâu? Ở trong phòng. Mặt trắng à, chị Châu đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi đi giúp chị. Không cần,
Tao đã muốn thử cô ta, có phải cô ta cấu kết với một cảnh sát hay không? Ờ. Chỉ có con đường chết. Tuy làm như vậy chắc chắn em gái tôi sẽ rất đau buồn, nhưng mà vẫn phải làm như vậy. Làm ngay đi, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Mau đi giải quyết Cao Vĩnh Thành. Dạ. Tôn Vân, tôi đã nói rồi, tôi không phải Tôn Vân. Bỏ đồ xuống, xoay lưng qua, xoay lưng qua. Anh không thể nào nhận lầm người. Em chính là Tôn Vân. Đồ điên. Đồ điên. Anh chính là đồ điên, cho nên lúc nào cũng dung túng em. Em nghe cho kỹ, đây là lần cuối cùng anh khuyên em. Người đừng sống trong quá khứ, phải sống trong hiện tại, phải đối mặt với hiện thực. Những lời này anh đi nói với Tôn Vân đi, không liên quan tới tôi. Đứng lại! Không đứng lại anh sẽ bắn đó. Đứng lại! Tôi không có phạm pháp.
anh lấy lý do gì bắn tôi? Lý do gì bắn em à? Em theo bọn mặt trắng làm chuyện xấu. Tôi đi chung với bọn mặt trắng, tôi có thật sự phạm tội gì hay không? Em cướp cửa hàng tiện ích, bắt cóc con gái ông Lâm, lẽ nào không phải phạm tội sao? Ai nói tôi cướp cửa hàng tiện ích? Anh có chứng cứ gì? Tôi dẫn con gái ông Lâm tới đây, anh dựa vào cái gì nói tôi bắt cóc? Tôi cảnh cáo anh, tôi không phải tội phạm truy nã, cũng không phải tội phạm hiện hành. Anh không được bắn lung tung. Nếu như em không phải tôn dân, tại sao lại rõ về quy tắc sử dụng vũ khí cảnh sát vậy? Lẽ nào người dân bình thường lại không thể có thứ thưởng thức này hay sao? Em không phải tôn dân, để anh bắt em về cục cảnh sát thì biết ngay. Trừ khi anh dám bắn chết tôi, nếu không, không có khả năng đó đâu. Mặt trắng, chị dâu dậy rồi. Tại sao cô về tay không? Cảnh sát có mặt ở đó rồi. Mặt trắng à, mấy tên cảnh sát đó đã gặp chị dâu, tất nhiên sẽ tới dò xét rồi. Cô ta chưa bao giờ hoàn thành được một việc đâu, còn hại ta mất bao nhiêu tài liệu, để cô ta có lợi ích gì chứ? Tụi mình là xã hội đen, việc đâu có đơn giản như vậy. Hơn nữa tụi mình cũng đâu phải chưa thất bại đâu, cho nên chuyện này không thể trách chị dâu được. Tôn Dương, nếu để tôi phát hiện cô là gián điệp của cảnh sát, chắc tôi sẽ đích thân giải quyết cô. Tôi biết. Lúc nãy Phước Khí có gọi điện thoại tới nói, kêu cô đưa con gái của ông Lâm tới chỗ của Trương Ngọc Kiều trả cho ông Lâm. Dạ. Bây giờ chúng ta đã không phải Trương Ngọc Kiều và Lâm Minh Khánh trước kia nữa. Anh kiên trì đi con đường của mình, tôi kiên trì sống cuộc sống của mình. Sau này chúng ta cứ tiếp tục đi theo con đường của mình. Nước sông không phạm nước giếng. Ngọc Kiều à, anh chỉ muốn bù đắp những tổn thương đã gây cho em trong quá khứ, nhưng mà bắt anh từ bỏ sự nghiệp, anh đã phải liều cả đời mình. Anh thật sự không cam lòng. Nếu đã vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Ngọc Kiều à, cho anh thêm chút thời gian, đừng từ chối anh sớm như vậy có được không? Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là tìm được con trai của chúng ta trước, để anh tận một phần trách nhiệm làm cha. Ngọc Kiều, anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ dùng hết tất cả mối quan hệ của anh, không bao lâu sẽ biết tình thôi. Có người tới kìa. Sếp Diên. Hả? Dì, dì ở nhà sao? À, dì có bị sao không? Không. Ông Dương kia nói là dì bị người ta bắt đi, có thật không? Chẳng phải bây giờ tôi đang đứng ở đây sao? Cậu đừng đoán mò nữa, không có đâu. Xin lỗi. Alo, Tuấn Kiệt. Tôi nhận được tin lúc nãy cậu Vĩnh Thành dẫn theo một đám người rời khỏi tòa nhà cố vấn đầu tư Quang Huy, trả giữ rất nhiều đồ. Tình hình chi tiết tôi không rõ lắm, nhưng mà chắc chuyện lớn rồi. Báo cáo cậu trước. Sao lại như vậy? Được rồi, tôi về ngay. Dì à,
Vì không sao thì tôi yên tâm rồi. Tôi còn có việc giải quyết. Chị tự cẩn thận nha. Có chuyện gì gọi điện cho tôi. Bản thân cậu cũng phải cẩn thận. Tôi biết. Tôi đi đây. Cậu kêu, tên cảnh sát này sao lại quan tâm em vậy? Phải đó, chính là vụ án giết người lần trước. Sau khi quen biết cậu ta, cậu ấy rất quan tâm tôi, cũng thường hay tới tìm tôi. Nhưng theo những gì bọn anh hiểu về cậu ta, con người này rất bình tĩnh, làm việc không xử trí theo cảm tính. Nhưng mà thái độ cậu ta đối với em thì khác hoàn toàn. Chắc là cảm thấy tôi đáng thương. Ba ơi. Hả? Tuệ. Ba ơi. Tuệ à, cậu có bị làm sao không? Không có. Sao cậu biết là ba ở đây vậy? Là cái chị đó dẫn con tới đây đó. Chị đâu? Chị nói ba ở trong này rồi đi luôn. Bắt cả nhé Tiểu Dân như vậy. Giờ mình đã tìm được Tiểu Dân rồi thì nên nói cho bác ấy biết, để bác ấy yên tâm mới phải. Nhưng mà Tiểu Dân đi chung với bọn xấu, cướp giật, bắt cóc, thậm chí đổ súng bắn mình nữa. Nếu mình nói ra lại sợ bác ấy lo lắng. Thôi bỏ đi, tạm thời đừng nói. Chờ khi nào mình làm rõ chuyện rồi hãy nói. Bác gái. Trung, con tới rồi hả? Sao bác tự sắp xếp đồ đạc vậy? Để con xếp giùm bác nha. Không sao. Bác nằm bệnh viện bao nhiêu ngày rồi cũng không thấy Tiểu Dân tới. Con tìm được Tiểu Dân rồi. Con tìm được Tiểu Dân rồi. Bây giờ Tiểu Dân đâu? Nó đang ở đâu vậy? Nó có nói gì với con không? Hay là nói khi nào về nhà không hả? Bác gái, bác bình tĩnh đừng kích động. Tiểu Dân thần sắc cô bộ không tệ, nhưng mà cổ... Nhưng cái gì? Cổ còn đang giận, cho nên cổ không chịu nhìn con. Sao tới giờ vẫn như vậy? Nói như vậy, nói với bác thì sao? Tới khi nào thì nó mới tha thứ cho bác, mới chịu về gặp bác đây? Bác gái, bác đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Dân giận là nhầm vào con, không liên quan tới bác đâu. Nói gì đi nữa bác cũng là mẹ của cổ, cổ không thể nào không nhận bác đâu. Bác nhớ nó quá, bác nhớ nó quá, Tiểu Dân. Bác gái, nhẫn nại chút đi. Ít ra chúng ta biết được hiện giờ Tiểu Dân vẫn bình an vô sự. Chỉ cần cậu bình an thì bác có thể yên tâm rồi. Những chuyện khác chúng ta từ từ tính ha. Thật là Cao à, anh tìm tôi lần này là chuyện gì nữa đây? Tài liệu hôm nay tra giữ từ cố vấn đầu tư Quang Huy, trong đó có một PDA. Đó là thứ mà tôi cần. Thừa lúc bây giờ còn chưa đưa đi sở đi kiểm, anh lấy ra giùm tôi. Tôi... Sao? Anh không muốn làm? Không phải, làm nhiều lần quá rồi. Tôi thật sự không muốn sống cuộc sống lo sợ nữa đâu. Nếu anh muốn sống một cuộc sống bình an thì trước kia không nên ham tài nhận tiền của tôi. Bây giờ chúng ta đã là người ngồi chung một thuyền rồi. Anh muốn bỏ giữa chừng tôi nói anh biết, đó là chuyện không thể nào. Anh... Thật ra tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Bản thân có muốn rửa tay không làm nữa. Hay là gì? Tôi hứa với anh, lần này là lần cuối cùng. Chỉ cần anh giúp tôi lấy được PDA, tôi sẽ cho anh một số tiền lớn. Đảm bảo nửa đời còn lại xài không hết đâu. Anh nói có thật không vậy?
Lợi ích trước kia có lần nào chi ích cho anh đâu. Thôi được rồi, tôi có việc, tôi đi trước đây. Alo, Tổ trưởng Viên hả? Anh có việc tìm tôi à? Được, làm phiền anh tới phòng thanh tra chờ tôi. Tôi tới liền. Viên Tuấn Kiệt tìm mình. Tổ trưởng Viên, anh tới tìm tôi có đại sự quan trọng gì hay không đây? Thanh tra Cầu, tôi nghe nói anh dẫn theo rất đông anh em tới khám xét đầu tư Quang Huy, giam giữ rất nhiều tài liệu có đúng không? Tổ trưởng Viên, anh trở nên quan tâm hành động của tôi từ khi nào vậy? Không phải tôi quan tâm, anh làm vậy là nhiều quyền nghiêm trọng. Đây rõ ràng không phải là nhiệm vụ của phòng thanh tra anh. Nhưng mà trong tay tôi là có lệnh khám xét, tại sao tôi không thể đi khám xét chứ? Anh vừa biết Dương Phúc Khí và Ngô Tiến Quý có qua lại tiền bạc. Chúng tôi hiện còn đang điều tra vụ án đốt xác của Ngô Tiến Quý. Tại sao anh không hợp tác với chúng tôi? Tổ trưởng Viên, nếu anh nói như vậy thì mắc cười quá trời đi. Các anh đã đi điều tra theo dõi Dương Phúc Khí bao nhiêu lần nhưng chẳng tìm ra được bóng dáng gì. Cho nên tôi đành phải tự đi. Làm sao tôi dám trông mong các anh? Đó là vì chúng tôi không có đủ chứng cứ có thể xin được lệnh khám xét. Tôi không biết anh dựa vào cái gì mà đã tự tiện khám xét công ty đầu tư Quang Huy. Dựa vào cái gì? Cái đó phải xem thực lực cá nhân. Tôi có quan hệ của tôi và nguồn tin. Nếu chúng tôi không nắm chắc 100%, tôi đâu dám làm như vậy. Anh có thật chắc chắn như vậy có thể nắm được cán của Dương Phúc Khí? Tất nhiên là tôi chắc. Cái đó còn phải xem là ai đi làm chuyện này. Vì tôi kìa cả, đầu óc của anh không có tệ, chỉ là làm người hơi tệ chút. Anh phải biết, xử lý vụ án 7 phần là nhờ manh mối, 3 phần là nhờ trí tuệ. Nếu nói tới thăng chức thì là 9 phần xem quan hệ, 1 phần xem thực lực. Cho nên nói là bắt đầu từ cục cảnh sát thành phố Đài Bắc, tôi luôn đi trước mặt anh. Lên chức nhanh hơn anh, tốc độ xử lý vụ án cũng nhanh hơn anh nhiều. Cái đó anh muốn đu theo cũng đu không nổi đâu. Hey, cái đó cũng khó trách. Chẳng trách Patina xem thường anh, luôn muốn giới thiệu con gái cho tôi. Biết làm sao bây giờ? Tấm lòng cha mẹ trên đời mà, có cha mẹ nào muốn con gái mình lấy một người chồng không có bản lĩnh chứ, đúng không? Nói tới Tina, đúng là không tệ. Người trông xinh xắn, thân hình lại đẹp đẽ, nhà lại có tiền, quan trọng nhất là có duyên với tôi. Tôi đúng là phải suy nghĩ lại mới được. Cao Vĩnh Thành, anh cứ tiếp tục quên quan đi, tôi sẽ nắm được cán của anh. Tháng ngày quên quan của anh không còn lâu nữa đâu. Tổ trưởng Viên, đi thông thả, không tiễn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我来讲予你听。心内有太阳袂两只，风雨一世人，咱嘛勇敢行。看